kim dĩ thử quả giác toàn thể, thọ giữ trược ác chúng sanh. Kim là ngày nay. Phật là Phật A-di-đà, đem quả giác toàn thể truyền trao cho lục đạo chúng sanh trong đời ác trược, chúng sanh trong đời ác ngũ trược. Xã hội của chúng ta ngày nay trược ác đến cực điểm. Trược là gì? Là nhiễm ô. Ngày nay nói đến nhiễm ô thì mỗi người chúng ta đều có một cảm xúc sâu sắc. Cảm xúc dễ dàng nhất là gì? Là môi trường bị nhiễm ô. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thực vật của chúng ta bị nhiễm ô nghiêm trọng. Nước uống của chúng ta bị nhiễm ô nghiêm trọng. Quần áo chúng ta mặc có một số làm bằng chất hóa học đều có nhiễm ô. Trung Quốc thời xưa mặc áo bông, áo sợi, đó là tự nhiên. Ngày nay khoa học phát đạt, muốn thay đổi những thứ này thay đổi là bị hư. Nhìn hình dáng bên ngoài rất đẹp, nhưng đối với nhân thể không có lợi. Cho nên sự ăn uống ngủ nghỉ ngày nay đã khiến cho rất nhiều người mắc phải những căn bệnh kỳ quái. Nói rộng ra thì quý vị đều biết địa cầu bị nhiễm ô. Địa cầu bị bệnh rồi. Đây là cảnh giới bên ngoài. Quay lại nhìn xem tâm bị nhiễm ô, đem soi với môi trường nhiễm ô, không biết nó nặng gấp bao nhiêu lần. Nguồn cội của sự nhiễm ô ở bên trong, chứ không phải ở bên ngoài. Bên trong nhiễm ô, bên ngoài thì sao? Cảnh giới bên ngoài tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm chuyển. Tâm bị nhiễm ô, thân tự nhiên cũng bị nhiễm ô, môi trường bên ngoài cũng bị nhiễm ô. Đó chính là nguyên nhân khiến cho con người ngày nay bị bệnh. Hóa giải tai nạn của tự nhiên. Chúng ta nói sự tai hại của tự nhiên. Bạn phải biết sự tai hại này từ đâu mà có. Giống như đi khám bệnh vậy, như bác sĩ chữa bệnh vậy. Trung Quốc, nước ngoài, những dự ngôn từ xưa đến nay đều đã nói rất nhiều tai hại. Đó là gì? Đó giống như nói ra tình trạng của căn bệnh. Nói ra rồi, có rất nhiều người nghe rồi sợ hãi. Kỳ thật là sai lầm.
Không cần phải lo sợ, nhất định bạn phải biết căn bệnh này từ đâu mà có. Bạn vốn là một người khỏe mạnh, làm sao lại bị bệnh? Trong Đạo Phật nói, bệnh có ba nguyên nhân. Loại thứ nhất là sinh lý. Trong ẩm thực của bạn, trong cách sống của bạn có chỗ sai lầm, khiến cho bị bệnh. Loại tật bệnh này thì bác sĩ có thể chữa trị cho bạn, giúp bạn phục hồi trở lại bình thường. Đó là loại thứ nhất. Loại thứ hai là oan thân trái chủ của bạn. Tìm đến bạn, nó đến làm gì đây? Nợ mạng thì đền mạng, thiếu tiền thì đền tiền. Nó đến để đòi tiền đòi mạng. Dạng bệnh này bác sĩ không chữa được, nó không thuộc về sinh lý. Vậy phải làm cách nào đây? Điều giải. Cho nên trong tôn giáo có rất nhiều các vị truyền giáo giúp cho tín đồ chữa trị căn bệnh. Đại đa số là dạng bệnh này. Đưa ra điều kiện điều tiết, đối phương tiếp nhận thì nó sẽ đi, bạn sẽ khỏi bệnh. Loại thứ ba gọi là bệnh nghiệp chướng, là bản thân bạn tạo tội nghiệp quá nhiều. Loại bệnh này rất phiền phức. Vì sao vậy? Bác sĩ chữa không khỏi, nó cũng chẳng thuộc về điều tiết, mà do chính bạn tạo nghiệp nặng, rất phiền phức. Bạn đi tìm các nhà truyền giáo để giúp, họ không giúp được, bởi vì nó không phải là điều tiết, mà do chính bạn tạo nghiệp sâu dày. Bạn phải bị báo ứng này. Nhưng vẫn còn có cách, đó là chân thật sám hối. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta sám trừ nghiệp chướng, thật sự sám hối, thật sự sửa đổi lỗi lầm, đoạn ác tu thiện. Tích lũy công đức thì vấn đề sẽ được hóa giải.